Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay Tân Đốc sẽ mở hộp con Mavic 3 Pro mới lấy về luôn anh em. Đó, không có dám khui. Để hả, tối không dám khui. Thì con Mavic 3 Tân Đốc cũng xài khá ổn rồi, nhưng mà là thì đồ mới thì mình làm nghề thì mình phải update công nghệ thôi ha. Thì Tân Rock sẵn tiện cũng chúc anh em làm nghề, ai mà đang làm nghề thì là luôn được có nhiều show, rồi đồ nào mới ra là cũng phải bật trước. Thì đương nhiên cũng phải cân nhắc là trước khi Rock mở này cũng phải cân nhắc nói với anh em là thì vậy. À, cũng coi nó là công nghệ nó như thế nào. Thì trước đây Tân Rất cũng đã chụp bằng con cái lens tele của con Mavic 3 thì nó phải chụp pano nhiều tấm lắm. Anh em nào có bạn Facebook của Tân Rất ha thì biết, thì chụp khoảng có tấm mình chụp đến 200 tấm về ghép để nó lấy cái hiệu ứng tele cho anh em, chứ hả chụp mà wide hoài nó cũng chán rồi. Thì wide thì Tân Rất cũng đã chụp rồi, cũng có nhiều ảnh rồi, cũng đã có giải rồi. Thì giờ mình nó ra cái góc cái con camera này, nó ra cái tiêu cự 3x mà fix ha, nên là nó rất là Tân Rock thấy là rất là hợp lý. Thì mình quay phim nó cũng 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 đẹp hơn nè, cần tele nè anh em, nhiều lúc bay lên nè nó rộng quá mình lấy thì nó bị dính tùm lum hết đó, nên là có cái tele thì nó gơm hơn, nó đỡ hơn, thì mình có đa dạng ha. Nhưng mà Tân Đốc thấy cái con mắt mà tele mà 12x đó anh em, nó cái đó Tân Đốc nghĩ cho dành cho cứu hộ, chứ mình làm việc cái gì thì chắc nó không đủ, tại vì nó chụp nó bị noi lắm, nó bị cái điểm ảnh nó nhỏ lắm. Ha, Tân Đốc nghĩ là mai mốt nếu mà nó update lên là một con 2x và một con 3x thì nó sẽ hay hơn ha anh em ha. Chứ giờ là cái tele kia là đa số là ít sử dụng ha anh em. Rồi đó, mở hộp ra anh em. À, con này Tân Đốc đổi sướng nhất là khúc này xé siêu nè. Tân Đốc đổi từ con Mavic 3 lên thì bù tiền khoảng hai mấy triệu anh em. Đương nhiên là cái pin kia của Tân Đốc xài cũng đã xăm mấy 70% rồi. Ok anh em, đổ ra thôi. Thôi mình đổ ra, nhưng mà cứ lấy từ từ đi. Bên này nó có cái hộp cho anh em coi. Đó, lấy hộp này ra. Chắc Tân Đốc nghĩ đây là pin hay tất cả gì đó. Rồi, bên này là cái túi của nó. Nghe nói cái túi này nó gọn hơn anh em so với cái túi 3, nó gọn hơn rất nhiều. Rồi trong đây ngoài ra không có gì hết, sao đang rất để qua một bên. Thì cái bộ này là nó có luôn cái tai. Rồi tôi coi rất coi trong cái hộp này nó có gì. Mỗi lần đập hộp mà nó sướng vậy nè. Ồ cái này nó có cái khóa hay lắm anh em. Cái khóa. Không biết. Rất là đơn giản anh em, kéo ra nó có này. Anh em thấy không? Quá nhẹ nhàng ha. Không biết có chắc hay không thì mình không biết. Rồi bây giờ bỏ đây thì tung róc đây thằng. Ô nhìn chắc cú anh em hà. Đấy, rồi để mình để đây coi. Rồi mình tính sao. Trong đây là nó có bộ cánh. Rồi. À, đồ sạc anh em. Đồ sạc. Đồ sạc ha. Đây, đồ sạc. Đấy. Thì mình mua cái bộ combo thường thường nó sẽ có những cái thứ này. Còn nếu anh em mua lẻ thì nhiều lúc nó lại mua cái bản classic á, thì nó lại không có bộ sạc. Bữa có một người anh em của Tân Rock mua cái bộ classic nó không có đồ sạc, phải mua cục sạc riêng mấy triệu anh em. À, trong đây là cáp cáp sạc
USB-C anh em. USB-C. Rồi, này. Mình chưa dùng tới đâu. Hai cái cáp sạc USB-C. Đây. Đây cái hộp. Chắc tôi rất nghĩ là hộp pin á. Một cục. Hai cục. Thấy trong hộp nó để hai cục, không biết là cái bộ này mấy cục. À, cái bộ Mavic này nó chỉ có hai cục pin thôi nha anh em. Không biết trong đây có pin không. À, một cục pin dính trên máy nữa là ba cục nha anh em, vẫn ba cục nha. Tưởng hết hồn, tưởng hai cục, nghe thấy buồn buồn rồi. Ở đây nó cũng có cái lẫy. Cái lẫy nha anh em. Đây. Cái lẫy này, cái lẫy này. Giật cái lẫy ra. Oh. Rồi. Lấy cái này ra. Thì bắt đầu từ con Mavic 3 nó có cái bộ này rất là hay anh em ạ, tôi rất thích là nó bảo vệ cái con Mavic của mình, nó thuận tiện lấy ra lấy vô nó cũng đỡ. Ok anh em, rồi tôi để qua đây nha. Bây giờ mình anh em sẽ coi, để tôi cho cái camera nó thấp xuống chút xíu để anh em coi nó dễ. Đây. Ok. Rồi. Bây giờ tôi mở ra cho anh em xem nha. Nó cũng y chang con Mavic 3 vậy anh em. Nó chỉ khác cái cụm camera thôi. Đi là 82. Đây. Nó chỉ khác cái cụm camera thôi. Đó anh em. Rồi bây giờ tôi thử mở lên xem như thế nào. Nó có những cái seal ngay chỗ này để bảo vệ. Mình lột ra hết nha anh em. Nha, tại mấy cái này đừng có kỹ quá, tại vì trước sau gì mình cũng phải hả đổi lên cái máy mới, thí dụ nó ra con 4 thì cũng phải đổi lên con 4. Rồi mình phải xài đừng có kỹ quá anh em, mà nhiều lúc mấy cái này đang bay nó rớt ra nó dâng vô cánh quạt hay như thế nào đó nó lại không hay. Anh em, tôi rất thấy mình nên sử dụng nó chứ đừng để nó sử dụng mình. Ok, đây anh em. Thử mở luôn coi nó sao anh em ha. Mở luôn coi cái con mắt camera nó như thế nào. Rồi camera nó gục xuống chút xíu này. Rồi mở thử nha anh em. Không biết có pin không. Ôi cái này thua anh em ơi, nó không có cho pin trong đây, cái này phải sạc rồi. Ok, sơ bộ qua cho anh em xem ha. Thì cái đây là cái camera của nó. Cái camera của nó thì nó có 3 mắt ha. Dương tiện. Này kia là dương tiện nha anh em. Rồi để thằng lớp coi những cái gì siêu ngay chỗ này. Mình lột qua. Lột. Đó, sướng nhất là khúc này anh em ơi. Rồi nó có cái trục này để mà mình nó bảo vệ cái khớp của cái gimbal nè. Nhớ lấy cái này ra nha anh em. Nhiều người lần trước tôi rất quên mở lên sao con nó không có di chuyển cái cụm camera. Đây. À. Sướng. Đây anh em đưa anh em cụm camera ha. Camera 3 mắt. Oh yeah. Rồi anh em ha, clip mở hộp tôi rất mở ra gì cho anh em xem. Thì pin nó cũng xài chung với pin của pin của nó cũng xài chung với pin của Mavic 3 luôn nha anh em. Nếu mà anh em nào mà muốn coi như là mua thêm thì cũng được. Mua thêm thì để mình có nhiều cái gọi là pin hơn khi mà mình đi làm ha. Nhưng mà đối với Tân Rock, tại vì cái pin kia Tân Rock cũng xài là 60-70% rồi ha. Thì nên là thằng Rock cũng thấy đổi ra luôn. À, có gì nếu mà mình cần thiết thì mình mượn pin anh em, hoặc là mình thuê pin anh em, hoặc là mình mua thêm pin. Ok, clip này thằng Rock mở hộp nó là còn cái nào hộp này để thằng mở luôn coi gì. Thấy trong này nặng quá. À, trong đây nó có dây cáp sạc, dây nguồn này cho cái gì ta, chắc là cắm vô cái bộ nguồn để nó sạc. Ô, rất nhiều dây luôn anh em, quá trời luôn. Này
rất là nhiều chân luôn nè, chân ba chấu, chân hai chấu gì nhiều lắm. Rồi trong đây chắc là có bộ filter, không biết cục vuông này là gì, đang chưa biết. Cục vuông à, chắc tôi nghĩ đây là cái chuyển áp để mình cắm vô cái đồ sạc. Đây đúng rồi, nó có cái C1 và cái C2. Rồi đây là có cái nguồn đi vô à anh em. À Tân Đốc nghĩ là nếu cái này chắc là nó cho cắm hai cái đồ sạc cùng một lúc luôn anh em được. Nè, từ đây mình ra một cái bóc sạc. Ui, cái này nặng lắm á, này nặng anh em nhỉ. Đó, nặng chưa? Đó, cái đó là cho hai cái sạc. Ở đây là cái bộ filter của nó, filter là để khi mà anh em bay vào nắng á thì anh em giảm lại. Bộ filter này sẽ bay luôn. Bốn cái filter nha anh em. Thì tận gốc sẽ đọc cho anh em là có 8, 16, 32 và 64 luôn nha anh em. À, 8 stop, 16 top, 32 top và 64 top luôn. Ok. Một bộ, bốn cái này tận gốc thấy đủ rồi. À, quá đã luôn. Đây, cộng gì nữa. Rồi, tận gốc thấy nhẹ. Hết. Đây nó toàn dây nguồn nha anh em. Rất nhiều dây nguồn luôn, nguồn hai chấu nè, nguồn hai chấu xéo nè, chắc là bán cho nhiều quốc gia khác nhau nên là nó để gì để cho anh em nào cắm ổ nào cũng được nha, cắm bất cứ ổ nào cũng được, rất kỹ luôn á. Này là nó rất rất thích luôn đó, này giống như là chiều lòng khách hàng nè. Đó, cục xéo nè, rồi cái này đầu dẹp nè, cái này hai đầu tròn nè, đầu dẹp nè. Này cũng đầu dẹp luôn anh em, đầu dẹp luôn tiếp nè. Rồi cái này là ba chấu nè, đó thấy không, đầy đủ luôn. Pin, ôi rồi trong đây là có hai bộ dây, nhiều dữ vậy trời, hai bộ dây đó anh em. 1 2 3 4 5 6 7 cái dây nguồn, trời ơi, 7 cái dây nguồn. 1 nè, 2 3 4 5 6 7 để nó kiếm nha. Một cặp hai cái cắm tròn, một cặp hai cắm tròn, một cặp hai cái cắm tròn, ba cái cắm dẹp. Cho nhiều dữ vậy ta, hai này nó có lộn không hay là cái này tôi róc mua cái bản này nó có cho nhầm không. Ba cái đầu dẹp y chang nha luôn nè anh em, ba cái đầu dẹp nữa. nè ba cái đầu dẹp, sao cho nhiều vậy, ba cái đầu dẹp. Rồi cái đầu xéo này thì có một cái hả, cái đầu ba chấu này có một cái, thì đáng lẽ nó phải cho mọi thứ hai cặp mới đúng, sao cái này cho lộn tùm lum. Trời, là ý đồ sao của nhà sản xuất thì mình cũng không biết luôn á. Thì đáng lẽ phải cho một cặp này ba cặp thôi, còn cái này tấm cộng 7 cái, không hiểu mình cứ cất vô đây thôi. Ok rồi, Tân Đốc sẽ lấy con Mavic 3 này sạc pin, rồi sau đó sẽ update firmware, rồi sau đó sẽ à nó còn một cái nữa là cái tay cầm nha anh em, quên này, cái này là cầm này, em bóc luôn. Rồi bóc luôn cái tay cầm nha anh em. Ok rồi, cho anh em xem cái tay cầm nè. Này cái này Tân Đốc, tại xưa là Tân Đốc bay bằng cái tay cầm kia gắn cái điện thoại vô thì mỗi lần bay mình tháo ráp nó cực lắm, nhưng mà anh em nói là cái này nó không bằng cái tay cầm mà gắn cái điện thoại, và cái tay cầm Pro
lý do là cái đó nó sống nhiều hơn, thì bây giờ tao rất phải lấy cái này bay thì tao rất mới biết được. Rồi có gì tao rất sẽ comment ở dưới cái clip này hoặc là comment lên trên Facebook, có gì anh em follow Facebook Tân Rock nha. Tân Rock là Tân Gà ha, Tân Gà, Facebook là Tân Gà, còn fanpage là Gà Photo ha anh em. Có gì anh em click ở trong cái kênh YouTube đó, nó có cái link dẫn qua đó. Ở đây nó có hai cái nút, này gắn ở đây để mình tháo ra, mình gắn lên trên đây anh em, gắn lên trên đây để mình điều khiển ha. Rồi. Đó, lâu lâu mình có đồ chơi mới á, mình làm nghề thì mình sẽ thích hơn. Anh em nào kỹ đi dán cái màn hình này lại ha. Chắc mai tao gấp đeo ra dán cái màn hình. Dán cái màn hình lại để cho nó đỡ trầy ha. Đây. Và em Mavic. Ok, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em clip sau nha. Rồi cái gì các anh em follow để xem hình ảnh Tân Rock post trên Facebook, chụp và quay phim bằng con này nha. Bye bye, chào tạm biệt anh em.